phụ trực thăng rơi khi chở khách tham quan Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh làm 4 hành khách và một phi công thiệt mạng tuần qua khiến cộng đồng rất quan tâm liên danh bảo hiểm BVI Bảo Việt MIC cung cấp bảo hiểm cho các máy bay của tổng công ty trực thăng Việt Nam trong đó BVI là nhà bảo hiểm gốc đứng đầu liên danh Bên cạnh việc có mặt ngay tại hiện trường, phối hợp với Tổng Công ty Trực Thăng Việt Nam và các cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm, hiện BVI đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công 50.000 đô la Mỹ, sắp xỉ 1,18 tỷ đồng. Theo hợp đồng, đối với một phi công, phía bảo hiểm chi trả tổng cộng là 200.000 đô la Mỹ, gần 4,7 tỷ đồng. Phần còn lại sẽ được gửi đến gia đình sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan. Theo tìm hiểu, phía Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đã mua dòng bảo hiểm tai nạn con người dành cho phi công, trong đó nêu rõ phạm vi bảo hiểm cũng như mức chi trả bồi thường, do đó nhà bảo hiểm có đủ cơ sở để tạm ứng nhanh chóng. Khi sự kiện bảo hiểm nghiêm trọng xảy ra, nhà bảo hiểm thường nhanh chóng tạm ứng chi trả bồi thường. Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đã mua bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý với giới hạn trách nhiệm cho tổn thất của hành khách và bên thứ ba khác với tổng giá trị 30 triệu đô la Mỹ trên một sự cố. Mỗi hành khách được chi trả bao nhiêu trong tổng số tiền trên cũng còn phụ thuộc vào quy định của luật hàng không, sự thống nhất giữa hãng bay và người nhà của hành khách. Chương trình bảo hiểm trong vụ việc này bao gồm bảo hiểm thân máy bay, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của hãng đối với hành khách và bên thứ ba, bảo hiểm tai nạn cho phi công. Do đó, bên cạnh bảo hiểm về người, thân tàu bay cũng có phạm vi bảo hiểm hơn 1,65 triệu đô la Mỹ.